Rồi, chiều hôm nay thì Trịnh sẽ tiếp tục giao lưu. Chào các anh em yêu mến cây mai vàng Bình Định, là một cái cây mai. Cây mai này là cây hoa mai giáo nha mọi người. Tiếp tục là một cái cây mai giáo. Đó. Trịnh sẽ bấm gọt trước. Trước khi mà giao lưu với anh em là Trịnh cũng sẽ bấm gọt cây này là hoàn thiện luôn. Đó. Đối với anh em mình còn chăm chơi thôi. Cây này nói chung thì nó cũng hơi cao. Cây cao 90 lận. Đó. Cây cao 90. Tán rộng của nó mà lúc mà chưa bấm á là 70. Mà bây giờ cũng đang đầu năm, mình sẽ bấm xe tan cái này đỡ mà giao lưu với anh em luôn. Cái này có bộ bộ gốc đỡ đẹp lắm. Để mình bấm xe tan xong rồi mình sẽ quay phần gốc đỡ kỹ cho anh em xem nhé. Ai có hợp thì mình chốt giao lưu với nhau. Đó. Tất cả các lé cơ cả lọc non luôn nha, thì mình cũng sẽ bấm xe hết cho cây nó giải độc bớt ấy. Trong thời gian mà nó có hoa nó làm mà tốn sức của cây rất là nhiều, không cho nên buộc mình phải giam tay của nó bằng cách là mình sẽ bấm chặn lại tất cả các cây cành, miễn sao mà đừng có đỡ các cây cành nó bị thiếu chi là được rồi, không. Còn lại là tất cả các đoạn ngã ba này, mọi người đừng có tiếc nha. Mình cứ bấm xong mà coi nó cù gút lại. Trong quá trình nuôi trong một năm thì nó sẽ ra là rất là nhiều. Cho nên mình đừng có tiếc. Đó. Ngay chỗ đoạn ngã ba này, đoạn này nó hơi dài đúng không? Mình bấm gút lại. Sau này nó chia ra hai ba chi nó nhỏ nữa là nó vừa. Đó. Mọi người chơi coi thì đừng có tiếc nha mọi người. Trên này thì thấy hơi cao á, nên mình bấm lấy ngọn ở chỗ đây thôi, ngọn ở chỗ trung tâm này, trung tâm ở phần gốc đỡ này không, làm sao mà khoảng cách giữa các chi á đây này là nó rút lại dần. Đó. Càng lên cao nó càng rút lại mọi người thôi, rút lại dần. Đó. Đừng có tiếc, bấm cho cây nó cù nó lùng lực. Khi mà nó được cái ưu điểm á, là khi mà vận chuyển thì mọi người cũng sẽ trả tiền ship nó rẻ hơn rồi. Bây giờ đang trong quá trình nuôi mà mình ham chi mà cây cao tay tàn rộng làm gì, không mà nuôi chăm trong một năm thì nó cũng sẽ ra nhanh, rất là nhanh. Mà này phần gốc đỡ này mọi người không, cực kỳ già luôn. Trình bấm hết cái này rồi Trình sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ phần gốc đất. Bấm giật lại không? Côn tàn lại. Không có đỡ một cái tược mầm lá non nào nó nằm trên cây hết nha mọi người. Mình lấy hết đi. Cho cây nó mạnh. Còn các rễ nào mà nó dư thừa, cảm thấy nó lên như mấy cái rễ con này, nó lên mà nó không có bám xuống mặt đất đó, mình cũng nên cắt nha. Đó, mấy cái chỗ đoạn này nè, nó không có quan trọng, mình cắt. Đừng có ham đỡ rễ nhiều và đừng có nghĩ rễ nhiều nó sẽ tốt cho cây đâu. Rễ nhiều nó phải cắm xuống mặt đất nó mới tốt, chứ còn rễ mà nó hơ hơ trên này mình đừng có tiếc. Mình chỉ giữ những cái đoạn mà rễ chính thôi. Đó. Khi mình vô cây vô cái chậu mới, thay đất mới, phân mới cho nó thì mình kích rễ là chính. Khi nào mà nó ra lé bắt đầu mình mới cho nó ăn phân. Cho mọi người mà mua mà về mới thay vào đất mới, chậu mới mà vừa xẻ tây tàng này
nó đâu có lé đâu mà để nó quang hợp với ánh sáng để mà nó hút được phân thuốc đúng không? Quá trình này thì mình chỉ dưỡng rễ, tưới kích rễ với lại là kích mầm là chính, phun kích mầm lên thân là chính thôi. Không, như cái cây lớn vậy trình cũng bấm xe hết, không đỡ một cái lé nào. Đây cây gỗ rin này, thằng quay chia sẻ là lúc đó còn đang vội á, cho nên chia sẻ vội thôi. Đó, tất cả các cây già rồi, không còn một cái lọc lé nào hết. Rồi, nói chung là chỗ cái khu vực này á là cũng có đang có 3 cây mà trình trình chưa tỉa xong. Cái đây là cây giáo nhưng mà cây giáo là giống khác nha mọi người, còn đây là 2 cái cây giáo quyết long nha, một cặp. 2 cây này trình sẽ bán 1 cặp, còn cái này trình bán sẽ bán lẻ trong video ngày hôm nay luôn. Cây nó rất là cù cút không, sau khi mình bấm mình lấy ngọn phần ngọn trên này để trình đếm thử ha, 1 2 3 4 5 6 7, 7 chi 1 ngọn thôi. Cây nó cực kỳ lùng lực luôn, không các chi ra điểm dương đều. Đây là cái phần gốc đớ này đó, gốc đớ nó rất đẹp. Để mình quay cho mọi người xem phần gốc đớ này không, nó ôm tròn cái bộ cú này, thấy vậy chứ ngoài nó to lắm nha mọi người. Mọi người nhìn cái cú là biết rồi. Rất đẹp ha. Rồi, cây số 1. Cây số 2. Đây là mọi người nhìn cái lọc này. Đó, lọc lé này mọi người thôi. Trung quyết long nha. Bây giờ đây là đồ lấy da rồi. Đó, đồ lấy da rồi. Không, lé tím riệm không? Lấy gai. Đó. Giống dâu quất long thì mọi người nếu mà giao lưu với các kênh Mai Bình Định mọi người cũng biết mặt kho nó rồi, rất là đẹp. Đó. Đây là cây rin này. Để trình quay phần gốc đế cho mọi người xem này. Gốc đế không, cốt cách tây tàn rồi. Nói chung mấy cây này là tơ thôi, mới năm tư vô năm năm mà mọi người. Đó. Cây tơ thôi, cây cao hơn 1 mét. Cây số 2 này, đây cây số 3. Giờ trình quay bên chỗ cây số 3 cho trình quay luôn. Nói chung không có thời gian nhiều đó mà mình vừa quay video mà vừa bấm tay tàn rồi nha mọi người. Sẵn nó còn cái lọc á là mình đỡ cho mọi người tin tưởng ha. Chứ còn mình bấm hết thì mọi người cũng khó mà hình dung ra. Đó. Cây số 2 với cây số 3 là nó cùng một giống nha mọi người. Đó. Ho thì nói chung là nó rụng hết rồi, bây giờ không có mặt ho luôn. Thông cảm, nói chung là mà mọi người cứ search lên mạng thấy giáo quyết long là mọi người biết rồi. Nhưng mà nó cũng không có thể nào mà chuẩn hết đâu nha mọi người, bởi vì trong quá trình nuôi dưỡng ong bướm mình lai tạo thụ phấn nhau giữa các cây á nên nó cũng tạo ra nhiều mà hoa khác nhau nữa. À đây đây đây, đây cũng có cái hoa nó này. Mình thấy hoa quyết long này thì nó cánh khít ha. Đó. Nói chung thì cây thì dáng cốt gốc đớ là tiêu chí hàng đầu trình muốn giới thiệu và chia sẻ giao lưu. Đó. Dáng thì là dáng long chuẩn rồi, không mọi người không thấy cái ghim nọc mà cây này nó đã chung dáng như thế này rồi không. Đó. Cây số 3 nha mọi người, gốc đớ thì gốc đớ trái đẹp. Cây này rất là có tương lai là nó sẽ hình thành một cái cây dáng gốc đớ dáng thú này, trái trái nôm cao luôn. Cây số 2 là nó sẽ hình thành một cái cây cụ đớ đẹp. À, cụ đớ đẹp
dân cốt chung hết mọi người, dân cốt chung hết rồi. Đây, còn cây số 1 đây, cây số 1 đây cũng là giống dao mà dao khác nha mọi người, khác giống nha, trình khẳng định là khác giống. Đó. Cái này thì giá trị nhất trong ba cây. Tỉa tác theo cái dáng phom lùng lực. Đây, cái mai rất đẹp ha. Rồi mọi người thích sở hữu cặp mai quyết long, dao quyết long kia, hoặc là sở hữu lý cái này thì alo anh Trịnh đã sở hữu nha. Nói chung là thời gian này thì anh em giao lưu lại rất là nhiều cho nên Trịnh không có báo giá. Đó, mọi người thông cảm. Nói chung thời gian vừa rồi Trịnh báo giá thì mọi người cũng biết rồi. Cho nên anh em cứ mạnh dạn giao lưu. Toàn là những gốc đỡ đẹp hết nha mọi người. Gốc đỡ già đẹp. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha.